Cơ sở Lâm Mông Em xin được kính gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang theo dõi video của Số Em ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bác đam mê yêu thích nuôi ong mật trên khắp mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Hàng rau cắt lớp vít loại đặt, hàng ở bên em thì lại về hàng đây các bác ơi. Hàng ở bên em thì với cái dòng hàng đặt này thì đàn bằng nhíp ô tô và số lượng khi mà về hàng nó không có được nhiều. Bởi vì số lượng có hạn các bạn. Hàng đặt này thì mỗi lần nhà em là đặt hàng thì chỉ được tầm 200 đến 300 con thôi. Thì hàng về là em lại đăng tải ở trên kênh để giúp các bác là tham khảo này. Cũng như là các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ kết nối với em để được tư vấn kỹ hơn qua số điện thoại trên màn hình của video. Em Lâm Mông thì ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang, em gần bến xe. Em chuyên làm chân tầng ong lội miền Bắc lỗ lăng 46 cũng như là sản xuất thùng nuôi thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, hàng hàn tĩnh điện inox toàn phần mẫu mới nhất của năm 2024 cũng như là cung cấp đầy đủ vật tư nuôi ong khác như là mũ chống ong đốt này, máng cho ong ăn này, quản chúa, kim di trùng, cầu chúa này, cầu ong đấy, và cả mỏ hàn này đấy, hay là thích chúa đẻ, chắn chúa cửa, dọ nhốt chúa đấy, áo chống ong đốt này, vân vân. Đấy, nói chung là các bác cần về vật tư ngành ong mật nội địa là bên em có cung cấp đầy đủ để giúp các bác là nuôi được con ong nội địa các bác nhé. Và ngày hôm nay đây thì em giới thiệu cho các bác hàng về đấy, em giới thiệu chi tiết nhé. Và cái mẫu dao hàng đặt này thì cái trước tiên là giá của nó đi đôi với chất lượng các bác nhé. Và tiếp nữa là hàng người làm, không phải máy làm các bác nhé. Nếu mà các bác thích cái hàng rẻ đấy, hàng rẻ thì nó là dập inox thì 1.000 con nó giống nhau cả 1.000 con đấy, nó không phải là như cái hàng đặt này. Hàng đặt này thì là người làm, nó có con ngắn con dài cũng là ngón tay của chúng ta cũng thế thôi, có ngón ngắn ngón dài các bác nhé. Đó, và tiếp nữa là được làm bằng nhíp ô tô, nên làm bằng nhíp ô tô nên là cái thứ nhất là nó được bền, cái thứ hai là nó rất là sắc bén các bác nhá. Nó có ba lưỡi đấy, nó có ba lưỡi, có hai lưỡi hai bên, các bác thuận tay trái cũng làm được, thuận tay phải cũng làm được, và có một cái lưỡi bằng để giúp các bác là vệ sinh cái cầu ong. Và tiếp nữa là cái tay chuôi này đấy, phần tay chuôi này được thiết kế là bằng gỗ xoan các bác nhé. Gỗ xoan này cũng đã ngâm kỹ và làm bóng rồi nên là các bác cầm nó rất là chắc tay này, nhẹ này, và tiếp nữa nó không bị mối mọt và các bác làm nó không bị mốc nhé. Đó, và cái hàng này các bác nhìn đây, em test luôn cho các bác về cái độ cong này đấy, các bác thấy không, em muốn cong mà nó không bị gãy các bác nhé. Đó, em muốn cong mà nó không bị gãy các bạn. Thì cái hàng này đảm bảo với các bác là các bác dùng rất là bền và càng mài nó càng sắc. Thì trước khi các bác đi làm ong thì các bác cũng lên đấy, các bác lên là mài trước cái con dao đi, thế sau đó thì là sẽ đi làm ong thì các bác cắt rất là sắc ngọt đấy. Bởi vì là khi mà các bác khai thác mật ong ấy thì cái mật ong khi mà đủ lứa để quay mật thì nó sẽ là phải đắp lắp vít các bác nhé. Mật gọi là mật già đấy, thì các bác quay mật là bắt buộc các bác phải cắt cái lắp vít đấy thì mật nó mới ra được hết. Đấy, thì một video ngắn em giới thiệu về cái chiếc dao cắt lắp vít hàng đặt bằng nhíp ô tô. Đấy, số lượng có hạn, nếu các bác nào có nhu cầu đặt về hàng VIP này, hàng cao cấp này thì các bác có thể là liên hệ kết nối với shop em qua số điện thoại trên màn hình của video để đặt hàng. Cũng như là video của em đến đây là kết thúc. Các bác xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông và để lại bình luận để em có thể nắm bắt được phản hồi của các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.